Những bức ảnh đạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi nhiếp ảnh phong cảnh 2020, người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt là 2.000 đô la Mỹ cùng cam kết hỗ trợ để theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Olivier Jarry-Lacombe chụp bức ảnh đáng kinh ngạc này từ trên cao. Đó là quần đảo Lofoten của Na Uy, mà anh gọi là đảo thiên đường. Những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện lên trong các bức ảnh lọt vào vòng chung của cuộc thi nhiếp ảnh phong cảnh 2020. Ban tổ chức là The Independent Photographer, một cộng đồng của các nhiếp ảnh gia, với hơn 1 triệu lượt người tham gia hàng năm. Sau khi chọn lọc các bức ảnh tham dự từ hơn 60 quốc gia, ban giám khảo đã đưa ra một danh sách các bức ảnh sẽ vào vòng trong. Từ đó chọn ra người chiến thắng, người vào chung cuộc và giải ban giám khảo. Bức ảnh mùa đông kỳ diệu của Stephen King đã giành giải nhất. Ảnh chụp một cơn bão tuyết bất ngờ ở Hokkaido, Nhật Bản. Dưới đây là những bức ảnh đẹp nhất của cuộc thi. Các bức ảnh đạt giải cao sẽ nằm phía dưới của bài. Công viên quốc gia Arches ở Utah, Mỹ vào mùa đông. Đây là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ben Raleigh. Nhiếp ảnh gia Jay Carson gây ấn tượng với ban giám khảo bằng hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng của thác nước trong công viên quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ. Trong bức ảnh này, Stefano Tomassetti chụp một khinh khí cầu đỏ rực đang bay trên vùng đất Dagon, Myanmar. Khu vực Dagon có hơn 4.000 đền chùa với niên đại từ hàng trăm năm trước. Bức ảnh được tác giả Mark Boyle đặt tên là đường cong gợi cảm. Ảnh chụp vịnh Injidup ở Yallingup, Tây Australia. Khung cảnh thanh bình trên dãy núi Remarkables ở khu vực Otago, đảo Nam, New Zealand. Đây là bức ảnh đạt giải nhất của Stephen King. Ảnh chụp cơn bão tuyết ở Hokkaido, Nhật Bản.